chịu xuống nào cái này ở xuân xoa có một căn thân riêng bị sang để mà dương đã thằng này đã dương là người cho là hạ tập bọn này cá săn thằng này là thằng mày bây giờ mới tiết tiệt tông thằng này phun nhiệt than ok ta nơi cái nó phun nhiệt than ấy ta kể bị xa cái này là cái kênh dây cái này với khá là hợp bị phun nhiệt than đằng phun nước phun nhiệt than vì mình tập hết này ha tha ta tay lại mà đây mà chẳng á chẳng thì mình một phe kề những cái phe xa cái này số bên này bên nào chẳng được dương chẳng dương dù dù chụp một phe dương một đòn chẳng dương tay tay cái phe xa cái này bên này bên nào chẳng á ok lấy dương của mọi cặp về dù dù chỗ cá sơn thì bây giờ mong thế cá sơn thì bây giờ mình pin này mình là mình là pro này cái chụp một chó này mình là sợi này chụp một mari ok còn vậy thì bị vậy khá at the restaurant at the restaurant bà thang nơi ai phụ đi thang restaurant bà thang phụ đi thang ok John how often do you eat out often chỉ đi ta nè nhà mà hà nơi crowd dạng ná bà thang ta còn nhầm cái ta chỉ thấy ta còn nhầm hai cái gì mình đây who do you go with ta là na là nè tay chùm bụi nữa ok về mình đi ta I often is out on weekend when I hang out with my friend và nè chơi đi khi em chơi đi những nhầm cái này trong sập đài weekend trong sập đài chứ hay sang ngày tết đấy trong sập đài nơi bề đại nhóm nó rong chạm hàng ao hàng ao kia rong chạm nơi bề đại nhóm rong chạm mật bẹt bọc nhóm ok what type of food do you enjoy to eat là ta prepare the hà way để nè cho chất nhám nó để enjoy cho người ta cho chất cái pin chất ok ta prepare này hà way để nè cho chất nhám đó western or asian western là ta lúc hẳn lệch vì thế nên là bài hẳn lệch chứ là bộ hà lúc hẳn lệch nhé rồi có hà bộ hà là gì dừng ok bà rì thế I'm interested in Asian foods Western foods is not my thing vậy là cái nhóm ở trong mắng cái nhóm cứ mình cả chạp rõm interested mà đang chạp rõm cái nhóm cứ chạp rõm mà cái nó này hà bài gì ok hay hà bài lô hàng lạnh cái này với Stanford cứ mình chia chúng mang cho một chút bao nhiêu tệ ok tập về cho tin sư ta how much do you usually pay when you eat out là chia tu từ usually chỉ tu từ thông ra đấy ta nó chậm nay ở man nó bây giờ này nhầm cái này ok mà đi chơi là it's not very expensive just around $5 for each meal là expensive nó thay very nè nó bây giờ thay nó với người ta mình với cứ mình thay nó nè thế cứ trăm tài ở phải chỉ trăm là vẫn nó xin lập một bên một bên là ít miếng là bên một bên một bên có chấm này tận thế trăm lá thì trăm lá và bất tài số cơ mai thay đá phù sơn đá tai bột thì cái mình sẽ thay mà thế bột cái tới trăm lá thì cái đi lời thì tu chứ nhé tại sự nào cơ mai với trăm lá về thay phù sơn đá ok về chọn cái suy ra do you enjoy spicy food spicy mà hở ok phụ thuộc hả ta đã cho chất hả bạp hả là được thế vậy là mẹ đi trả lời yes I do especially on cool day bạn cái nhóm cho chất especially chìm xe nơi thằng ngày là trò trẻ cool day cái thằng ngày là trẻ ok thằng ngày là bởi thằng mình bởi thật là được cho chị em một lần được đi cái này chứ
cứ chẳng cái cho chất nhằm là ha hiện hà hà lấy xa tại vì xây ta bị triệu nên chẳng phải dân nhằm ha để hà hà tới vì thua ấy hồn bài dưới mình bị cọc cả đời. Ok, ta nhớ mà sao cho chất hà mà nè mình là mồm. Ok, bé chọn cái số thứ Are the server they are friendly to you? Ta nẹ bẩm ra nó cứ mình đưa ra đạn nẹ lại thế bạn đưa ra đạn nẹ lại thế. Ok ok ấy để kiểm tra yes bất nè để à ok bất chỉ đưa ra đạn nẹ lại cái nhóm mà most of them are really helpful hay tha phía tràn bộ kê nè cứ bất chỉ helpful và nè bất chỉ mình cả giúp chuối ở bên ta bà đợt đo chẳng bực mà dương chẳng. Ok cho người ta hay you ever try Italian food nên là Italian food nó bà là hà bà bà tê Italy chẳng hồi ta nè thuộc bàn sạn nó là hà bà Italy đã ọt. Ok bà hãy mẹ đi người ta yes a last one when I was in my friend with this party thuộc ban một đoàn này chẳng hơi nó có thuộc ban một đoàn này nè bê đẹp cái nhóm nó cứ ban cho rôm cái nông bực thi áp bê bê là bọn một bọn cái nhóm. Ok để bê chẳng như thế are you concerned about calorie when sitting up? Chẳng như thế ta nè mình cái bộ rộng concern cái sến bộ rộng cái sến là bảo vệ này ta mình nè ta nên mình cao phù hợp lắm vì chết calorie nếu bây giờ nhằm đại thế nhằm cài đại thế bây giờ thì rất sai mà nhóm bớt chỉ mình cao phù hợp lắm vì chết calorie đang phù chết calorie đang sẽ bị thua dưỡng lại kilo chứ. Ok I'm on diet now so this really matter to me là nhóm mà lấy nâng nấu là lấy nâng nhóm cùng phong tài sầm đỏ hà đại ở đại nâng cái sầm đỏ hà bạn thấy kiểu nhắm bài về là nghề thì cái sầm đỏ hà chẳng hay được chuyện này tái với bất chỉ mình bệnh nhà buộc nhóm. Ok chọn số thứ năm as fast food restaurant like KFC or McDonald's famous in your country ta phụ nữ than hà lươn lươn đó đâu chỉ đâu chỉ là bay bay đi chỉ khai xì rồi một lần nữa cái miền đông bắc tây bọn này là thế yeah miền bạn ok miền the world is my country a big fan of fast food bên này bố nó mới thay dụ chuẩn dụng chân như bởi tay nên khả năng bởi tế bọc nhóm nó cứ chỉ phèn cặp mục bị phèn nó nhìn chẳng như thế mãi chẳng dây lên nó phèn cặp mục phèn này à hà lươn lươn đó ngày này à hà lươn lươn đó ok chọn người ta do you often sing a call when sitting up chỉ đi đây chỉ đi ta nè nhằm ở cường sử dụng thế à có lắm cường sử dụng nhằm cường sử dụng thế nè bê lại nè nhằm hạ cái lại nè bê lại mê đi thả no not often bê thả tê mình chỉ đi đây tê bê thả mình chỉ đi bà dù mà đòn chẳng hạn just when I have spati with my friend con ta bê lại nè cái nhóm bàn chô rôn bà thi chụp liền chụp mươi một bèn bọc nhóm ta bà nó. Ok ca sân này bà dưỡng chập bà năng hay nhóm liền dịch chuyển tích tầm bay nè tạm hiệp tạm toán hay chung phụ nè tạm hiệp tạm toán này ạ cầm bằng được thương như thương bọc nhóm bán đã nhóm nâng thương cả bỏ xa lại chú nơi trong ngò bà nè tạm ngọt nế hay ok là dương bật chập ca sân tình này bà dương bật năng cho hạ côn nè tạm ngọt nế hay xông chú nè tạm ngọt nế xông chú nè like nè subscribe mùa mình ảm bởi nâng xe tất cả mực bẹo này tất ngọt nha phó nằm bây bàn chúng mình đăng lấy bí xa ổng lê để mình bàn riêng mình chạy em lệch tới ok là dừng xuống
tập nào chắc cái được lên tập này.